cha Phêrô, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, cha Antôn, trưởng hạt Phú Cường và là cha chánh sứ nhà thờ chính tòa giáo phận Phú Cường, cha Giuse, giáo sứ Đông Nga, giáo phận Thái Bình, cùng toàn thể quý cha các dòng tu, quý thầy, quý sơ. Kính thưa quý chức Hội đồng Mục vụ Giáo sứ Chính tòa Phú Cường và Hội đồng Mục vụ Giáo sứ Đông Nga tại quê hương, Ban chấp hành Hội đồng Hương Giáo sứ Đông Nga tại Hà Nội, quý Ban chấp hành Hội đồng Hương Liên Giáo sứ họ địa phận Thái Bình, địa phận Bùi Chu tại miền Nam, quý ban ngành đoàn thể các hội đoàn, Ban kim nhạc Giáo sứ An Lạc, Giáo sứ Hoàng Xá, Ban ca đoàn nhà thờ Phú Cường, Ban trống Liên Giáo sứ họ, Ban âm thanh ánh sáng lễ sinh, Ban truyền thông Liên Giáo sứ, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể quý ông bà, anh chị em cùng Ban chấp hành Hội đồng Hương xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình tại miền Nam rất thân mến. Con xin đại diện cho Hội đồng Hương Giáo sứ Đông A tại miền Nam, xin được kính chúc Đức cha, quý thầy, quý sơ, quý ban hội đồng mục vụ, quý đoàn thể, các ban ngành, quý ân nhân, quý cụ, quý ông, quý bà, anh chị em lời chúc sức khỏe, lời cầu bình an, mọi sự như ý nơi trái tim Chúa Giêsu và thánh cả Phêrô và Phaolô. Xin cộng đoàn dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng quý ngài và quý vị. Trọng kính Đức cha Phêrô, chúng con biết rằng hôm nay cha nhận lời tham dự chủ tế thánh lễ kính thánh Phêrô và Phaolô với chúng con. Cha đang rất bộn bề trăm công ngàn việc trong sứ vụ và thánh chức của Đức cha nơi địa phận Phú Cường này cũng như ngoài địa phận. Nhưng vì sự yêu thương đoàn hội của chúng con là những người con xa quê, yếu ớt, mỏng giòn, còn đầy non trẻ, khó khăn và thử thách khi xa quê hương, đi làm ăn lập nghiệp nơi miền Nam này, nên Đức cha đã hy sinh thời gian và gác lại những công việc khác để nhận lời đến thánh đường nguy nga lộng lẫy, đầy tình thương của Chúa để chủ tế dâng thánh lễ cầu nguyện và xin Chúa ban bình an xuống cho chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn cho hết lời để cảm ơn và tri ân Đức cha. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh Giuse và thánh cả Phêrô bổn mạng của Đức cha, ban cho cha nhiều sức khỏe, hồn an, sắc mạnh và thánh đức. Trọng kính cha Antôn, hạt trưởng hạt Phú Cường và cũng là cha chánh sứ nhà thờ chính tòa Phú Cường, vì sự yêu thương và phục vụ đoàn chiên Chúa trên khắp nơi, trong giáo phận cũng như ngoài giáo phận, cha đã rất bận bề với công việc lo phục vụ và điều hành giáo hạt cũng như giáo sứ. Đặc biệt là nhà thờ chính tòa này, rất nhiều các nghi thức phụng vụ đã và đang là những nề nếp của giáo xứ. Nhưng vì sự yêu thương và phục vụ, cha đã nhận lời con, cho chúng con được tổ chức buổi lễ long trọng vào thời giờ thật đặc biệt và thánh thiêng này. Và hơn thế nữa, cha còn sắp xếp cho chúng con những ban ngành đoàn thể của giáo xứ chính tòa lo liệu phục vụ cho chúng con được tổ chức buổi lễ thật tốt đẹp và trang trọng. Con thiết nghĩ chỉ có tình yêu Thiên Chúa và tình thương của cha, chúng con mới toại nguyện được việc này. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa, cảm ơn cha vì cha đã giúp đỡ chúng con trong những ngày vừa qua. Tất cả những nghĩa cử của cha đã giúp đỡ chúng con luôn là bài học quý báu, giúp chúng con biết sống và chia sẻ yêu thương nhau hơn. Nguyện xin thánh tâm Chúa Giêsu, vua tình yêu, luôn ban xuống trên cha muôn vàn ơn phúc xác hồn, giúp cha tiếp tục đồng hành cùng giúp đỡ chúng con, đem lửa yêu mến thánh tâm Chúa đến mọi nơi và mọi người. Chúng con hết lòng cảm ơn và tri ân cha. Trọng kính cha quê hương Giuse, cha đã được Chúa trao dắt đoàn chiên và nuôi dưỡng đoàn chiên của Chúa tại giáo xứ Đông A, giáo phận Thái Bình chúng con. Nhưng vì những con chiên của cha lạc đàn đi xa quá, bỏ quê hương, bỏ giáo xứ, đi vào làm ăn sinh sống tại khu vực phía Nam này. Nhưng vì tình thương và sứ vụ của cha đã được Chúa trao phó, vì thế cha không bỏ bất cứ một con chiên lạc đàn nào và mất mát, dù con chiên đó có tàn tật hay khiếm khuyết như thế nào.
nên cha đã sắp xếp thời gian công việc ngoài giáo xứ để lo liệu cho chúng con, hy sinh đường xá xa xôi vào đây tham dự thánh lễ cầu nguyện cho chúng con, thăm hỏi và động viên chúng con trên bước đường dương thế lập nghiệp này. Nguyện xin Thiên Chúa và Thánh cả Giuse bổn mạng của cha ban cho cha nhiều hồng ân thánh đức, đoàn kết, yêu thương và dẫn dắt đoàn chiên Chúa của giáo xứ Đông A ngày một tốt đẹp và trưởng thành về đức tin và đời sống. Trọng kính quý cha đồng tế, dù bận rộn trong công việc, trong các dòng hội, nhưng vì sự yêu thương của các con, các cha đã không quản ngại thời gian, đường xá xa xôi, quý cha đã về hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho hội đồng hương chúng con. Chúng con giúp chúng con sống và thực hiện tôn chỉ mục đích đoàn hội, liên kết chặt chẽ với nhau, sống đức tin công giáo trong môi trường và xã hội, biết chia sẻ cho nhau những yêu thương và phục vụ. Nguyện xin Thiên Chúa và các thánh bổn mạng của quý cha luôn gìn giữ quý cha, để quý cha luôn được sức khỏe vẹn toàn, ý chí vượt thắng, giúp quý cha dìu dắt các giáo xứ ngày một thăng tiến, đoàn kết yêu thương như lòng Chúa mong ước. Chúng con cũng xin chân thành cảm ơn ban hội đồng mục vụ giáo xứ chính tòa, các ban ngành đoàn hội của nhà thờ chính tòa đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng con để tổ chức buổi lễ thật long trọng và sốt sáng. Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu trên quý vị, giúp quý vị luôn hăng say nhiệt tình trong công việc xây dựng giáo xứ và giáo hội nơi quê hương thân thương này. Chúng con cũng xin cảm ơn ban hội đồng mục vụ giáo xứ Đông A tại quê hương, ban chấp hành hội đồng hương giáo xứ Đông A tại thành phố Hà Nội. Quý vị vì tình thương yêu và sự hiệp nhất, quý vị đã dành thời gian quý báu để cùng cha xứ vào hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho hội đồng hương chúng con. Chúng con hết lòng cảm tạ và tri ân. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý vị nhiều hồng ân và sức khỏe để điều hành và dẫn bước giáo xứ ngày càng thăng tiến và phát triển về mọi mặt. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn đến tất cả anh chị em trong ban chấp hành Liên hội đồng hương giáo xứ giáo họ của địa phận Thái Bình, địa phận Bùi Chu, ban kim nhạc giáo xứ An Lạc, giáo xứ Hoàng Xá, đội trống liên giáo xứ, ban truyền thông liên giáo xứ của địa phận Thái Bình, cùng ban chấp hành hội đồng hương xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình tại miền Nam. Kính chúc tất cả các quý vị luôn đón nhận nhiều hồng ân Chúa trao ban, có nhiều sức khỏe, xây dựng đoàn hội ngày càng thăng tiến, tinh thần hiệp thông liên đới ngày càng phát triển, đoàn kết gắn bó yêu thương phục vụ lẫn nhau để làm sáng danh Chúa và giáo hội ở khắp mọi nơi. Con cũng xin cảm ơn tất cả quý ông bà, anh chị em đang hiện diện nơi thánh đường này, trong cách này cách khác đã cộng tác cùng chúng con tổ chức buổi lễ này được sốt sáng và trọn vẹn. Nguyện xin Thiên Chúa tuân đổ muôn ơn hồng phúc trên quý vị. Một lần nữa, con xin thay mặt cho Hội đồng hương giáo xứ Đông A tại miền Nam xin cảm ơn và tri ân Đức cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ban ngành đoàn thể cùng toàn thể quý khách. Chúng con kính xin Đức cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ban ngành đoàn thể trong quá trình tổ chức thánh lễ có điều gì sai sót, xin thông cảm thứ lỗi cho chúng con. Xin Chúa luôn ban dư tràn thánh ân sức khỏe trên Đức Cha, quý cha và các quý vị. Và ngay sau thánh lễ, chúng con xin kính mời Đức cha, quý ban ngành đoàn hội cùng toàn thể quý khách tham dự tiệc liên hoan chúc mừng với hội đồng hương chúng con tại tầng hầm nhà thờ chính tòa giáo phận Phú Cường trong ngày vui trọng đại này. Để tỏ lòng tri ân và cảm mến, chúng con xin dâng lên Đức Cha, quý cha bó hoa tươi thắm để bày tỏ tấm lòng hiếu thảo của chúng con. Chúng con kính mong Đức Cha và quý cha vui đón nhận.